Hôm nay là mình sẽ nói nốt cái phần offer chủ đề về luật hợp đồng để anh share. Nói là anh share được cái này rồi nhỉ. Share cái screen này. Mọi người chấm rút ha. Ở đâu nhỉ? Như bị nhầm thì phải. Không biết là mọi người đã nhìn thấy cái slide của anh chưa nhỉ? Ok em. À, anh ạ, dạ. Nào. Ok, đây là một cái slide. Để chuyển hôm nay, sorry, mình chuyển cái màn hình một chút đây là nó. Thì về cái chủ đề offer invitation to treat như hôm trước mình đã nói thì nó có 5 cái chủ đề thì mình đã đi được 3 chủ đề rồi đúng không? Hôm nay còn 2 cái chủ đề cuối là auction với cả tenders thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút nốt về 2 cái chủ đề này. Thì cái case này nó là case điển hình thôi và nó cũng không không phải là quá dài. Có một cái case cuối cùng của House of Lords ở bên Anh thì là mình copy thêm ở trên này để các bạn đọc thêm. Còn là cái chủ đề đầu tiên là chủ đề auction thì đấu giá đúng không? Mình gọi là đấu giá, một case rất là mới thôi, 2000. Không không phải là quá cổ xưa thì cái fact của cái case này nó rất là đơn giản. Thì mình rất hy vọng rằng là trong một quá trình mình share cái case này, tại vì là thực ra nó cũng rất là đơn giản về mặt fact và nó cũng đơn giản về mặt luật, cho nên rằng là có bạn nào muốn trao đổi thêm về vấn đề luật Việt Nam liên quan cái này ấy, mình rất mong các bạn là chia sẻ thêm và có thể trao đổi thêm về cái góc nhìn của luật Việt Nam về vấn đề này. Thế thì đơn giản là thì cái bên có một bên người ta tham gia công ty, người ta tham gia, người ta đấu giá một cái sản phẩm máy móc. Thế thì là cái sản phẩm cái móc này thì là cái ông mà ông muốn ông mà tổ chức đấu giá này, auctioneer này, ông tổ chức đấu giá này thì là đầu tiên là ông muốn ra giá có một cái bid là 5.000 bảng, 3.000 bảng là đều phê không ai mua cả, đại khái là không ai mua. Thế thì ông claimant là ông nguyên đơn cùng công ty này thì ông muốn mua. Ông muốn mua cái đấy ông chỉ để giá là 200 bảng. 200 bảng. Thế thì ông bán cái hàng, ông bảo 200 thất qua thì thôi giải tán, tôi được bán được 5.000 bảng hay 3.000 bảng tôi bán, nhưng nếu không được bán 200 thì là tôi bán làm gì. Thế thôi ông từ chối bán cho cái ông mà trả giá 200 bảng đấy. Mấy ngày sau thì ông lại đăng báo, ông báo thì ông ấy bán được là giá 750 bảng. Thì ông claimant ông đi kiện, ông bảo ông vớ vẩn quá, trong cuộc đấu giá ông đã tổ chức công khai và ông đã quảng cáo rất là công khai là đấu giá, mà đấu giá ở đây là đấu giá without reserve, có nghĩa là đấu giá không có điều kiện gì, thì tôi là người trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá đó. Thì ông từ chối bán cho tôi, nhưng bây giờ ông lại bán cho người khác ở trên báo giá là 750. Thì ông coi như ông tổ chức đấu giá thế để cho vui à? Tôi tham gia với ông cho vui, tôi làm đâu làm thế. Tôi tham gia với một cách hiểu rằng là tôi nghĩ rằng là ai là người trả giá cao nhất ở trong cái phiên đấu giá đó thì người đó sẽ được được ký kết hợp đồng để người ta mua cái sản phẩm đấy. Thế thì các bạn nghĩ sao? Bạn có lý không? Ông Clement có lý. Đây là một buổi tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. Giống như là thỉnh thoảng mình vẫn nhìn thấy đấu giá ở Việt Nam này. Thì người ta mất bao nhiêu công người tham gia, người ta chuẩn bị, người ta xem xét tài liệu hồ sơ giấy tờ để người ta đưa một mức đấu giá mà người ta nghĩ rằng là hợp lý. Trong trường hợp này là 200 bảng chẳng hạn. Thì ông tổ chức đấu giá kia ông bảo Hùng à, đối tôi à, chưa hợp lý lắm, thích thì tôi bán, tôi tổ chức đây nó chỉ là một cái invitation to treat thôi, nó không phải là một offer đấy. Mọi người vẫn tất cả những cái fact kể chuyện đấy cho vui, nhưng mà mọi người form một câu hỏi legal question ở đây là gì, các bạn nào có thể nói cho mình cái legal question đấy là gì không? Tất cả những cái fact đấy thì là fact, thế legal question là gì cho các bạn? Bạn nào có muốn phát biểu hay là muốn, hy vọng các bạn phát biểu một cái cùng nhau cho vui trong trao đổi. Giữa một rừng phách như vậy thì mình vẫn phải form được cái legal question. Đấy là câu hỏi đầu tiên khi bạn đọc một cái case. Có bạn bạn Quỳnh à? Bạn Quỳnh có hỏi mình câu hỏi làm nào để đọc một cái case nhanh và hiệu quả đó. Thì khi bạn đọc một cái case thì trong đầu bạn phải hiểu ngay ok cái legal question là gì. Và khi mà mình đọc một cái case là mình phải tìm được cái câu trả lời cho cái legal question đó. Quỳnh ạ, coi quay trở lại câu hỏi của em. Thì đấy là chia sẻ đầu tiên của anh. Thì em có thể có muốn nói chuyện với mọi người thì đâu là một cái legal question trong trường hợp này không? Không biết là mọi người còn nhớ cái phần mà hôm trước mình chia sẻ về cái khác biệt giữa offer và invitation to treat không? Và
sorry, hình như có phần chat. Thank you, Tuấn Minh. Rồi, các bạn nào chia sẻ được không? Chat chat. Thế thì cái legal question đơn giản là gì? Là cái buổi đấu giá đó ấy, nó là một cái offer. Ok. Tuấn Minh, em cho rằng legal question là giá option thành công có phải là cơ sở để offer giá ấn định cho đối tượng hợp đồng? Giá option thành công, nhưng mà đã thành công đâu nhỉ Tuấn Minh, anh chưa hiểu rõ câu hỏi của em. Giá option thành công có phải là cơ sở để offer giá ấn định cho đối tượng hợp đồng? Ở đây chưa vay, ở đây là hoàn toàn là ở cái fact là không có ai thành công trong cái cuộc auction đấy cả. Ở đây chỉ có một cái là đâu là cái giá được trả giá cao nhất trong cuộc auction đấy là 200 bảng. Giá bidding là 200 bảng mà giá bán ra không bán 750 là hôm sau người ta mới bán, Tiến Minh ạ. Cái fact là thế. Nghĩa là sau khi mà ông ấy trả giá 200 thì là ông bán hàng, ông bảo là thôi 200 tôi không bán nữa, thôi tất cả chúng ta đều giải tán, buổi auction của chúng ta là không thành công. Và sau đó ông ấy đăng báo và ông bán trong một cái phiên chợ khác của ông ấy được giá 750 bảng. Thì cái ông claimant kia, cái người mà trả giá cao nhất trong cái phiên auction đấy, trong cái phiên đấu giá đấy, thì ông ấy kiện. Ông bảo là ông phải có nghĩa vụ bán cho tôi với giá 200. Anh nghĩ là em rất là gần đến cái điểm đấy rồi Tiến Minh ạ. Không phải các bạn khó. Phải có một câu hỏi đúng không? Thường thì ok, nếu mà nói một cách nôm na thì là đấy, nói một cách nôm na thì là gì? Thì rằng là cái ông trả giá 200 đấy có được quyền claim để buộc cái ông bán hàng trong cái phiên auction đấy phải bán cho ông ấy với giá 200 hay không? Hay mình form ở một cách câu hỏi bắt đầu hơi hơi legal một tí là có một hợp đồng mua bán hay không? Đúng không? Mình đi sâu thêm một tí là ok, có một hợp đồng mua bán. Câu hỏi đầu tiên trong việc có hợp đồng mua bán hay không là có một cái offer hay không, đúng không? Nhưng mà mình đã học về mình đã chia sẻ với nhau về offer và invitation to trade rồi đúng không? Thì đấy là câu hỏi là có một cái offer hay không. Đi sâu thêm một tí tẹo nữa thì mình biết rằng trên thế giới hoặc là về mặt lý thuyết thì offer là được phân biệt với cả một cái gọi là invitation to trade. Cái invitation to trade thì không phải là một cái offer, nó chỉ là một cái invitation to trade. Thì đấy là câu hỏi không? Câu hỏi legal question đặt ra là cái phiên đấu giá đó, cái việc tổ chức cái phiên đấu giá mà không có bất kỳ cái điều kiện nào đi kèm without reserve có phải là một cái offer hay không? Đấy là legal question. Và các bạn phải trả lời được câu hỏi đấy. Thì nếu mà các bạn trả lời được câu hỏi đấy, thì các bạn trả lời đúng nó là một cái offer. Nó là cái offer thì suy ra rằng là khi mà cái ông trả giá cao nhất, ông đã đưa ra cái trả giá cao nhất trong phiên đấu giá đó thì sẽ phải, đấy là một cái acceptance của ông ấy đối cả một cái offer của cái phiên nhà đấu giá đó, và như vậy là sẽ tồn tại một offer, tồn tại acceptance và tồn tại hợp đồng. Và như vậy nếu mà một khi đã có hợp đồng thì tồn tại hợp đồng mua bán, và như vậy rằng là cái ông mà bán giá, bán ông chủ trong cái phiên đấu giá đấy, người tổ chức đấu giá thì ông phải bán cái món hàng đấy cho cái ông trả giá cao nhất, giá 200 bảng. Như vậy rằng là tại cái thời điểm mà cái phiên đầu ông kia trả giá 200 bảng và tại cái thời điểm cái auction nó kết thúc ấy, mà đấy là giá cao nhất ấy, thì cái ông auctioneer đấy là phải có nghĩa vụ bán cho ông claimant đấy món hàng với giá 200 bảng rồi. Thì đấy là cái reasoning mình bắt đầu mường tượng, khi mình đọc cái fact mình bắt đầu mường tượng ở trong đầu nó sẽ là như thế này đúng không? Thì đấy là câu hỏi legal question. Và bây giờ mình đọc xem là thẩm phán người ta nói gì về cái reasoning đó. Liệu nó là offer hay liệu nó là một cái invitation to trade? Còn nếu mà nó lại invitation to trade thì trả giá cho nó vui thôi. Ông nào thích trả giá thì trả. Còn cái ông auctioneer kia, cái ông tổ chức phiên đấu giá kia là ông vẫn có quyền mà ok, tôi thích thì bán, không thích thì thôi. Còn các ông tham gia hôm nay hoàn toàn là tham gia vui vẻ giải trí với nhau. Bạn nghĩ sao ở luật Việt Nam thì như thế nào nhỉ? Các bạn nào muốn chia sẻ với mình một chút về luật Việt Nam không? Cái phần sau ý kiến của thẩm phán thì nó cũng dễ hiểu thôi. Em nghĩ là lời mời tại sao ở châu? Em cho rằng đây là lời mời thương thảo. Thì ở luật Việt Nam thì đòi hỏi là một cái lời đề nghị thương thảo, cái offer thì nó phải đảm bảo hai yếu tố là tính xác định và tính chắc chắn. Thì ở đây cái tính xác định ở đây thì nó
phải yêu cầu các bên đặt ra những cái điều khoản cơ bản của hợp đồng, và em cho rằng nó không phải là một lời offer, bởi vì ở đây người ta chưa đặt ra giá cụ thể, nên đây nó chỉ là cái lời mời thương thảo thôi. Vì điều khoản, một điều khoản quan trọng nhất trong hợp đồng mua bán một cái hàng hóa phải là tôi muốn bán cho anh một hàng mặt hàng A với giá X, nhưng mà ở đây không có một cái điều khoản như vậy thì nó chưa đảm bảo cái tính xác định của một cái lời mời thương thảo, à, một cái lời mời ký kết hợp đồng, đề nghị giao kết hợp đồng. Thuật ngữ pháp lý thì nên nó chỉ là lời mời thương thảo như cái invitation to treat của anh. Thank you Châu, anh rất thú vị, anh hiểu. Anh không phản đối gì các anh chỉ argue một chút về mặt phách. Anh đồng ý về mặt luật, anh argue một chút về mặt phách. Thứ nhất, ở đây là phiên đấu giá, có nghĩa là mặt hàng nó ở trước mặt các ông. Đấu giá mà em đấu giá cái xe chẳng hạn, nó bày luôn cái xe ở trên trước mặt ấy. Hoặc anh em xem đấu giá cái tranh ấy, đây là một bức tranh thôi. Cho nên là hàng là gì ạ? Biết đúng không? Phiên đấu giá trong này nó nói rõ này, là auction hai cái engine analyzer machine gì whatever it is, tuning engine gì đó, đó là một cái mặt hàng. Nó xác định mặt hàng nó bày trên 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 cửa hàng rồi. Và thứ hai về mặt giá gì thì đây đấu giá là gì, đấu giá without reserve, ai cũng hiểu rằng là cái term condition của đấu giá là thằng nào trả giá cao nhất thì tôi sẽ bán, đấy là giá, nó cũng certain rồi đúng không? Đấy, bản chất của cái đấu giá thì em sẽ không có giá, bản chất đấu giá là em cho phép mọi người được quyền đưa ra một cái proposal, và cái offer của em là gì, đây đang argue, anh đang argue cho bên claimant nhé. Cái offer ở đây là gì, là ông sẽ chấp nhận giá nào là cao nhất cho cái phiên đấu giá đó, đấy là bản chất của đấu giá. Nó thì như vậy nó sẽ thỏa mãn được cả hai cái điều kiện như em nói đúng không Châu? Hàng là gì, ok, hàng là hai cái máy ở trên bảng cái kia, rõ là hàng là gì, giá là gì, giá là giá cao nhất trong cái phiên đấu giá đấy, và tôi là người trả giá cao nhất đấy, estimate the fact fact là như vậy. Như vậy còn gì chúng ta phải đồng ý với nhau nữa, thì đấy là Em bản chất lại đấu argue giá đúng không? lại. Thế còn nếu không, nếu đấy Dạ. anh chỉ đặt câu hỏi nếu không thì ý nghĩa của phiên đấu giá là gì? Ừ. Ý nghĩa của phiên đấu giá là tìm ra một mức giá cao hơn cái mức giá tối thiểu mà người bán mong muốn. Thì tức là ở đây mọi phiên đấu giá thì người bán luôn phải xác định một cái giá tối thiểu mà mình mong muốn. Và nếu mà được hơn cái mức giá tối thiểu đấy thì là tốt nhất. Còn không thì cái tài sản nó phải được định ở một mức giá tối thiểu, và vì thế nên ở mỗi phiên đấu giá luôn có cái giá sàn và các bước giá để cho các nhà đấu giá để nó thực hiện cái việc trả giá cao hơn cái tài sản ở mức cố định. Thấp nhất là mức sàn. Anh cũng Thì đồng em ý. nghĩ là cái argue của anh nó bị bẻ gãy. Nhưng đấy, đấy đấy là một loại đấu giá đúng không? Nếu mà đấy là một loại đấu giá của em là ok, tôi muốn bán cái này ở ở minimum là 50 đô đúng không? Ông nào trả giá cao hơn thì là tôi sẽ bán cho người đấy. Đấy là một loại đấu giá. Nếu mà em có điều kiện để nói ra. Còn đây là em chẳng có điều kiện gì cả. Em bảo em muốn bán cái vô tuyến này. Em không đưa ra giá gì cả. Ông bảo tôi sẽ bán giá cái vô tuyến này cho cái giá cao nhất trong 2 tiếng tới, ông nào trả giá cao nhất thì tôi bán được không? Đây 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 cái phách của case này là như thế, đấy cũng là một loại đấu giá ấy. Có được không? Trả có giá là từ từ 0,1 đô cho đến 1.000 đô, cứ ông nào trả giá cao nhất trong vòng 2 tiếng tới thì tôi bán, tôi cũng chả biết giá này là bao nhiêu cả đúng không? Rõ ràng em không biết, em cũng chả đặt ra được mức giá sàn để cho em cả. Em muốn giá bán giá 5.000, em muốn giá giá 3.000, nhưng mà em fail, em chả ai mua cái đấy cả. Và cuối cùng em nói rằng là gì, là tôi sẽ bán cái này cho ai trả giá cao nhất trong cái phiên đấu giá đây. Thì đấy là một cái phiên đấu giá without reserve của em, chả có điều kiện gì thêm cả. Như vậy thôi. Anh đang argue cho ông claimant đúng không? Em argue cho ông auctioneer, anh đồng ý, anh đã argue cho ông claimant, anh bảo là tôi tham gia phiên đấu giá này thì tôi chỉ biết thế, tôi nghe thấy ông quảng cáo đấy hay quá thì tôi đang cần cái đấy thì tôi đến tôi tham gia thôi. Bây giờ sản phẩm là gì, giá là gì tôi biết hết rồi. Cũng được chứ đúng không? Anh chỉ không biết là ở luật Việt Nam thì nó sẽ anh nghĩ rằng là họ sẽ nói gì về này ở trong theo em. Nên nói về mặt luật đúng không? Lo thì là gì? Lo nói đơn giản đúng không? Em phải có certain giá, phải có hàng hóa, đây anh có hết rồi. Thì phải bán chứ. Không có lý, mà nói như Châu có lý đúng không? Châu có lý. Không, phải thế.
Chắc mình phải xem thẩm phán họ nói thế nào. nói là thế thôi đúng không? Ok, thế thì ok bây giờ mình xem thẩm phán họ nói nào. Thẩm phán họ nói đại khái là họ nói rất là dài. Thẩm phán thường nói rất là dài, dài cụ thể nào các em đọc cụ thể thêm ở cái phần mà anh đưa lên. Thì đấy là nhiệm vụ đọc và nhiệm vụ của các em, nhiệm vụ nói nhiệm vụ của anh, cho nên là anh chỉ nói thì tóm lại thẩm phán nói một cái rất đơn giản là vì ông ấy không, cái phần quan trọng nhất không phải cái slide này, phần quan trọng nhất là cái slide này, slide mà anh sẽ gửi cái slide mà đánh dấu đỏ thì anh nói chung anh đọc hộ các em, anh nói thì họ nói là gì đối với cả những loại đấu giá gọi là auction without reserve, không có điều kiện gì, thì rõ ràng rằng là cái reasonable expectation của một người tham gia đấu giá thì là một khi mà người ta đã trả giá cao nhất ý, thì anh phải bán hàng cho người ta, đúng như anh vừa nói với em thôi, nghĩa là thế, thẩm phán người ta đồng ý cả argument đấy. Thế thì không phải là tại sao mà tự nhiên người ta, cái mà anh muốn nói cho em không phải tự nhiên mà người ta nói như thế, mà đây là một cái họ refer đến một cái bản án từ rất là cổ xưa, năm 1000 bao nhiêu nhỉ? Nếu năm 1000 bao nhiêu, 1800 bao nhiêu đó em đọc thêm. Thì đại khái ông thẩm phán bây giờ, ông thẩm phán vào năm 2000 ấy, thì ông đồng ý cả ông thẩm phán vào năm 1800 bao nhiêu về việc này. Thì cái bài test ở đây là gì? Một khi mà đã có cái gọi là highest bona fide bidder. Đúng không? Đó là một phiên đấu giá, một ông đã trả giá một cách rất là nghiêm túc, một rất là genuine, một rất là bona fide, nghiêm túc trong cái phiên đấu giá đấy, tham dự phiên đấu giá chuyên nghiệp. Thì một khi mà ông đã trả giá cao nhất trong cái phiên đấu giá đó thì ông ấy một khi mà đã có cái giá cao nhất đấy rồi thì là sẽ, đó là một cái offer thứ nhất, ông khẳng định trả lời cái legal question đó, là cái lời cho một cái auction without reserve như anh vừa nói, không phải là auction mà có một loạt những cái điều kiện như Châu nói, thì đấy là một cái offer, đấy là cái câu trả lời của ông thẩm phán cho đấy là một cái offer. Tại sao để offer? Tại vì rằng là rõ ràng là có một cái reasonable expectation của cái người mà tham gia cái phiên đấy, phiên 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 đấu giá đấy, là một khi họ đã trả giá cao nhất thì họ phải được quyền mua cái sản phẩm đấy, thì cái phiên đấu giá nó mới có meaning. Thì còn nếu không thì tất cả mọi người tham gia để cho vui à, thì cũng không đúng, đúng không? Thế thì ông tất nhiên là thẩm phán người ta không giải thích là tham gia cho vui các thứ đấy, thẩm phán người ta bắt đầu đi tìm những cái luật tại sao cái bản án nó dài, người ta đi tìm những cái luật ngày sửa ngày xưa để người ta support cho những cái conclusion của người ta, thì người ta đưa ra một cái bài test là như thế. Thì đấy là câu chuyện. Thì đúng hay sai thì có người nghĩ đúng có người nghĩ sai, nhưng mà at least là đối với cả nguyên tắc về một auction là như thế, đấu giá như thế. Thì các em lưu ý cái phần đấu giá này, tại vì là cái phần đấu giá này nó sẽ lúc sau ấy, khi mà mình đọc cái case tiếp theo về cái phần tender ấy, đấu thầu ấy, thì hai cái đấy các em phải phân biệt với nhau, cái đấu giá và cái đấu thầu về mặt bản chất thì sẽ có những cái phân biệt giống nhau và những cái khác nhau thì cần cần phân biệt. Thì anh rất recommend mọi người là đọc toàn bộ cái phần mà anh đã extract ra. Bản án thì nó dài lắm nhưng mà anh đã chỉ extract một cái phần nó relevant với cả cái discussion của chúng mình thôi. Thì các em đọc thêm cái đấy. Thì bây giờ lên tender. Tender Việt Việt Nam thì cái đấu thầu đúng không? Luật đấu thầu là tendering law, procurement nó law. Thì là đấu thầu. Thế thì bây giờ trước khi đi vào phần này thì các bạn nào có thể chia sẻ một chút về cái cách mà các bạn hiểu về sự khác biệt giữa đấu giá và đấu thầu là gì không? Châu có muốn chia sẻ cùng với cả người không? Có bạn nào khác không? Hiểu cách hiểu của luật Việt Nam thôi. Anh đang bạn nào dưới tay anh nhỉ? Thì mời bạn mời Tiến Minh. Dạ, em chào anh. Thì em cũng xin chia sẻ chút về đấu thầu. Thì đấu thầu thì thứ nhất là về phạm vi áp dụng thì đấu đấu thầu nó sẽ rộng hơn đấu giá, là đấu thầu á, thì không chỉ là về sản phẩm gọi là tài sản không, mà nó còn là đấu giá về mặt dịch vụ. Thứ hai hơn nữa là đấu thầu á, anh không chỉ đấu thầu về giá dịch vụ mà còn phải đấu thầu về cả hồ sơ năng lực nữa, cho nên là cái quy định về đấu thầu nó sẽ chặt chẽ hơn so với bên mảng đấu giá. Và ngoài ra thì quy tắc của việc tham gia đấu thầu á, thì là họ sẽ dựa trên hồ sơ hơn là đấu đấu giá công khai, như hơn là bên đấu giá mà họ tổ chức công khai à. Thank you Tiến Minh, Ví thank you, rất rất thú vị về mặt thủ tục, anh đồng ý. Nhưng mà anh hiểu đó, dụ đây anh tiếp tục argue, đấu thầu và đấu giá về mục đích chỉ để chọn cái bên mua đúng không? Đấy là hàng hóa hay dịch vụ, chỉ là chọn bên mua. Đâu khác nhau em? Dạ. À, cái
đấu thầu á thì nó sẽ hơi có khuynh hướng rồi là nó có cái giới hạn ở mức mức giá thấp nhất và mức giá cao nhất, thì để cho các bên có thể để cho các bên tham gia đấu thầu họ có thể sẽ dựa vào đó để họ điều chỉnh giá để là trúng trúng thầu cái hồ sơ. Để, ví dụ như ngày xưa khi mà em đã từng có một thời gian làm ở bên công ty thẩm định giá và đấu, thì em có được gọi là được công ty gọi là cho tham dự một cái phiên gọi là đấu đấu thầu hồ sơ về dịch vụ thẩm định giá nhà đất. Thì trong cái hồ sơ đó, trước hết đó, là mình phải xem coi là phía bên Sở Tài nguyên Môi trường, ở đây là Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì họ sẽ có cái thông báo về việc gọi là họ có một cái dự án về đất đai, về bất động sản họ cần phải thẩm định giá và họ ra cái mức giá để mà tham gia đấu thầu là thấp nhất là khoảng mười mấy triệu gì đó và mức cao nhất là khoảng ba mươi mấy triệu. Thì đầu tiên là em cũng phải báo với công đầu tiên là mình sẽ phải xác định coi là mình sẽ chào phải viết cái thư chào thầu là mình sẽ offer một cái mức giá nào đó nhất định và sau đó mình sẽ nộp cái hồ sơ năng lực của cái công ty mà mình đại diện á để mình đi Thế, nộp thế, hồ sơ đấu thế, thầu đó. thế nếu mà bỏ qua tất cả những cái thủ tục về mặt nộp hồ sơ thứ như em nói đấy, đấy vấn đề về mặt thủ tục đúng không? Thì thỉnh thoảng anh vẫn đọc trên báo ấy, người ta bảo người ta anh cũng chưa nhìn thấy trên báo thì nó cũng chả đăng ký mức giá tối thiểu ấy, tối đa gì cả. Nó bảo là tôi muốn mua một cái dịch vụ, tôi muốn mua một cái dịch vụ bán vé máy bay chẳng hạn. Tôi đề nghị tất cả những ông đại lý bán vé máy bay nào là có nhu cầu thì có năng lực thì họ gửi cái báo giá cho tôi. Đúng không? Trên báo đăng đầy trên báo. Báo giá nhưng mà kiểu như là mua mua sắm vậy anh, nhưng mà mình phải offer cái giá nó reasonable và nó gọi là tiện nhất cho mình để khi mà tiến hành thực hiện thì Thế mình thì nó sẽ có thực hiện nó chuyên nghiệp. khác gì cả cái lúc như lúc nãy mình nói cái đấu giá option without reserve không? Cũng là một cái sản phẩm, xong rồi cũng là bảo ok mỗi ông trả giá đi, các ông trả giá đi, tôi sẽ giao kết hợp đồng với ông nào trả giá cao nhất. Còn tất cả loại hồ sơ là ok, đương nhiên ông phải nộp hồ sơ rồi chứ cũng nói làm gì. Đấu thầu thì nó có một số cái nó đấu thầu thì nó mang hướng gọi là đấu thầu với giá thấp nhất có thể anh, nhưng mà trong trong cái khoản đó và nó theo hướng là reasonable nhất cho có lợi nhất cho bên bề cho cả hai bên là bên chào thầu và bên mời thầu anh. Thank you em, anh thấy em rất rất thú vị về mặt thực tiễn. Anh chỉ muốn challenge em một chút, tại vì nó phải có một sự khác biệt thì người ta mới nói là đấu thầu và đấu giá đó. Thì đấy, có bạn nào muốn chia sẻ thêm về việc nào? Sự khác biệt về mặt pháp lý là gì giữa đấu thầu và đấu giá? Ok, để đây để khi mà trước khi trả lời đó thì mình cùng nhau đi vào một cái case năm 1870 Spencer and Harding, một trong những cái case nổi tiếng nhất của luật hợp đồng Anh. À, 1870 là cách đây khoảng bao nhiêu năm nhỉ? 150 năm, 160 năm rồi. Ủa lâu nhỉ? Hồi đấy người đã phân biệt đấu thầu và đấu giá hay nhỉ? Thì cái case, cái fact của cái case này nó cũng thực ra rất là đơn giản. Đại khái là gì? Đại khái là ông defendant này thì ông ấy gửi thông báo như mình nói mới đọc báo. Để ông đọc báo thì cái nội dung của cái báo thì em đọc trong này, nói chung là ông ấy mời tất cả những cái người we are instructed to offer to the wholesale trade for sale by tender the stock in trade of whatever cái gì đó, một sản phẩm gì đó với giá là 2.503 bảng, 13 sterling một cái gì đó nữa, tiền Anh, nói chung là khoảng 2.000 bảng, tắt là thế. Và payment shall be made in cash. The stock may be viewed on the premises up to Thursday ngày ngày tháng tháng năm năm on which 12 giờ gì đó có một cái deadline, the tender will be received and open at our offices. Và cũng muốn muốn bán một cái sản phẩm gì đó, quảng cáo giá có thành, có ngày giờ để cho các ông gửi cái offer của các ông đấy, không dùng offer, gửi cái tài liệu của các ông đấy. Thế là claimant thì nó gửi báo giá cao nhất, highest tender đó. Highest ở đây mình hiểu theo hướng là có thể là giá thấp nhất hoặc giá cao nhất, hoặc có nghĩa là cái hiểu là cái giá cao nhất trong số tất cả những người trả giá, ý là vậy đúng không? Nhưng mà ông defendant kia ông lại từ chối bán cái hàng đấy cho ông claimant. Thì ông claimant ông ấy claim là ông defendant là ông vi phạm cái hợp đồng đấy. Cũng thế thôi. Câu hỏi pháp lý đặt ra vẫn là như vậy, là cái câu ở trên báo kìa, cái câu mà phần anh copy ở phía trên cùng ấy kìa.
nó là một cái offer hay là một cái invitation to trade? Đây là một cái đấu thầu đúng không? Tôi muốn bán cái dịch vụ này các thứ đấy, thời gian các thứ trước 15, 12 giờ ngày thứ năm, thì tôi chính đề nghị các ông là hãy cùng nhau trả giá, tôi sẽ bán cho ai cao nhất. Đấy là một offer hay là một invitation to trade. Thì tòa nói rằng là có cái offer gì ở đây cả, đây là một cái invitation to trade. Tại sao, ok, cái này thì mình nghĩ là sẽ hấp dẫn hơn nếu mà mình đi luôn đến cái phần của tòa đó, và mình cùng nhau người ta mình cùng mổ xẻ và chia sẻ. Thế thì ông thẩm phán thì ông ấy nói rằng là ấy, cái việc như hôm đầu tiên nhé, quay lại cái gì nó sẽ phải có dây mơ dễ bán, nó không phải from from the middle of nowhere được. Khi mà em đọc cái vụ không những cái vụ luật hợp đồng mà thế, nó có những cái principle mà mình học từ những hôm đầu tiên thì bên bây giờ mình mới áp dụng. Thì hôm đầu tiên mình học một cái principle, mình nói rằng là gì, khi mà chúng ta phân biệt giữa offer và một invitation to trade ấy, thì chúng ta phải focus vào cái gì, các bạn nào nhớ không? Đâu là cái bài test để mà chúng ta phân biệt được cái đấy? The point of no return, bối cảnh và wording. Thank you Hoài Anh, thank you Hoài Anh, đúng là thế. Bối cảnh và wording quan trọng, wording nói cái gì, nói rơi nói biển, wording. Các bạn còn nhớ là có một cái bối cảnh và wording. Anh challenge Hoài Anh tí được không? Hoài Anh tí được không? Cả hai em, và hay hoặc, bối cảnh và hoặc wording, hay là bối cảnh và wording, hay là bối cảnh hoặc wording, có được dùng bối cảnh không em? Em nhớ hôm đầu tiên anh có nói đến cái sự, anh cũng buôn chuyện về một trận chiến kinh điển trong common law giữa một bên là Lord Diplock và một bên là Lord Denning. Em nhớ câu chuyện đấy không? À, dạ vâng ạ. Thì em có nhớ là thẩm phán Diplock thì ưu tiên nhìn vào cái wording ạ. Còn hình như là Denning thì là wording và bối cảnh ạ. Ok, em rất đúng một điểm là gì, anh thank you em rất nhiều vì đã nhớ cái gì. Thẩm phán Diplock thì là một người technical, được tóm lại không đừng nói nhiều, giấy trắng và mực đen, họ nhìn chỉ wording thôi. Còn thẩm phán Denning là thẩm phán của nhân dân thì ok, wording mà nhìn vào bối cảnh, cái nó gửi trong lúc nào, tình hình mọi thứ như nào, thì thank you Quỳnh hoặc anh rất thank you em đã trả lời, nhưng không phải là hoặc em ạ, nó chỉ là một thôi. Chúng ta phải focus từ wording của cái lời nói đấy, của cái statement đấy, của cái quảng cáo đấy là gì, thì chúng ta phân biệt. Chúng ta phải follow cái bài test mà thẩm phán Diplock nói ra, đó là phải focus vào cái wording, quan trọng nhất đọc cái wording của nói gì thôi, tất cả những bối cảnh là chuyện khác, không phải là vấn đề pháp lý, đúng không? Legal question chúng ta phải trả lời bằng một cái legal technique, và cái legal technique ở đây là đọc cái wording và phân tích cái wording đó để xem rằng là cái lời nói, những cái nội dung của offer đó đã hình thành cái điểm gọi là the point of no return hay chưa, đúng không? Em bé được sinh ra hay chưa, đúng không? Một khi mà đã accept offer đấy thì là em bé sinh ra, là hợp đồng được sinh ra và không thể nào mà quay trở lại được nữa. Còn nếu mà invitation to trade là cái wording đó, nếu mà em accept cái wording đó mà em lại vẫn có thể đàm phán thêm hay là thỏa thuận thêm thì là em bé chưa sinh ra đời. Đấy là một invitation to trade. Nói vui lại như vậy thì quay trở lại cái trường hợp này, thì mặc dù là cái trường hợp này, cái case này thì nó xảy ra trước cái cuộc tranh luận giữa Lord Diplock và Lord Denning rất là lâu, nhưng mà cái principle nó vẫn là một cái người ta focus vào cái wording. Thế thì sau khi đọc cái wording của cái lời quảng cáo, cái lời statement này thì thẩm phán nói rằng là đây chỉ đơn giản là một cái tuyên bố thôi, proclamation thôi, chứ còn cái wording của cái lời quảng cáo này, phân tích đủ các thứ, thì là nó thiếu hoàn toàn bất cứ một cái từ ngữ nào để chỉ ra rằng là tôi sẽ dễ gọi là bán, gọi là cách nôm na bán cái sản phẩm đấy cho ai mà trả giá cao nhất, đúng không? Nó chỉ đơn giản là một cái nỗ lực của cái người đăng cái quảng cáo đấy trong cái việc là tìm hiểu là cái giá trị thị trường của cái sản phẩm hay của cái dịch vụ đấy nó là bao nhiêu. Thế thì quay lại cái lời quảng cáo, cái slide trước thì các em sẽ nhìn thấy. Đáng nào quay lại đây thì đúng, thì em đọc chẳng hạn không có ở đâu trong cái lời quảng cáo này nói rằng là tôi sẽ bán cho cái giá cao nhất cả, đúng không? Có đâu nói thế không? Không có. Chỉ đơn giản là gì, tôi muốn bán này, deadline như thế này, kính mời các quý ông quý bà nộp đủ các thứ tender này, thì tender will be received and opened at our offices. Chỉ đơn giản như vậy thôi, không ở đâu nói rằng là tôi sẽ bán cho người trả giá cao nhất cả. Thì cái này nó khác với cả bản chất của một cái auction without reserve là như thế.
bản chất của một cái auction với giá reserve là em sẽ trả giá bán cho cái người mà trả giá cao nhất, thì cái case trước người ta đã giải quyết vấn đề đấy, cái case này thì quyết định nó không phải. Thế thì đối cả một cái tender bình thường như thế này, một cái tender gọi là cái ordinary tender trong giống trong trong cái trường hợp của Spencer and Harding này, thì các em sẽ thấy rằng là nó đơn giản, nó chỉ là một invitation to treat thôi, tại vì nó thiếu như bạn Châu nói, mặc dù là mặc dù Châu nói trong bối cảnh của luật Việt Nam, nhưng mà principle vẫn là một là nó không có giá, nó không hề có những cái commitment có lời nói gì về mặt giá cả. Và như vậy nó chỉ đơn giản là cái cách mà cái người ta đăng tin cái tender đấy, người ta tìm hiểu xem là cái giá thị trường cái này là bao nhiêu, và những ông tender ông gửi vào đấy thì ông nào thích gửi thì gửi thôi, không có một cái commitment gì. Đây là cái principle của cái case này, nó set up ra cái principle về mặt tender nó là như thế. Thì cái case này nó quan trọng ở hai điểm. Điểm thứ nhất là nó reaffirm là cái principle là gì, chúng ta phải focus vào đọc cái wording, nó sẽ không có được bất cứ một cái general principle nào cả, mà quan trọng là cái wording của các em là như thế nào. Mặc dù có thể đây là một cái tender, nhưng mà nếu ở trong cái wording của các em đưa ra một cái từ rằng là tôi sẽ trả giá, tôi sẽ đồng ý bán cho ông tender nào trả cái giá cao nhất chẳng hạn, thì thôi, thế là em xong rồi, nó lại trở thành một cái offer rồi, đúng không? Cái case này nó nói thế. Thì anyway, đấy là một cái trao đổi ngắn ngắn thú vị một chút về auction rồi về tender, để cho mọi người có information. Coi như là mình cũng tổng hợp một chút về cả cái phần về sự khác biệt giữa offer và invitation to treat từ mấy buổi trước. Mình rất khuyến khích mọi người đọc cái case sau năm 1986 của House of Lords. Cái case này đặc biệt là cái phần bản judgment của Lord Diplock. Đúng như bạn Hoài Anh nói, chắc là bạn Hoài Anh rất thích Lord Diplock nên mình nhớ được tên đại ca này, nên là rất khuyến khích mọi người đọc thêm cái phần này. Case khá dài thì mình copy lên thôi để cho mọi người cùng đọc thôi. Buổi sau thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần về acceptance, có như chúng ta kết thúc được cái phần đầu tiên về cái offer. Mình nghĩ là cả mình và các bạn đều không có ai có áp lực gì về mặt thời gian, cho nên là mình cứ đi túc tắc 1-2 tuần thì mình làm một buổi này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về common law, contract law thôi. Còn nếu bạn nào muốn có gợi ý hay muốn đóng góp hay muốn thay đổi gì cái mô hình của chúng ta thì các bạn cứ nhắn tin lại cho mình. Không biết là anh Hợp có muốn chia sẻ gì thêm gặp bọn em không ạ? Anh Hợp available, anh Hợp đang bận rồi. Có bạn nào muốn chia sẻ hay đặt câu hỏi hay là gì thêm không? Thank you Tiến Minh, chia sẻ thêm. Dạ. Anh nói thêm hồi mới mở. Cảm ơn Hiếu, rất rất là thú vị. Anh không có gì, anh chỉ chia sẻ với các em thêm một điểm nhanh thôi. Là anh nghĩ rằng là những cái điều mà Hiếu và các bạn trao đổi trong cái series này nó hoàn toàn không phải là một vấn đề mang tính lý thuyết học tập cho vui. Mà anh nghĩ anh thử nghiệm lại trong khoảng độ 10 vụ anh xử năm vừa rồi á. Thì đến 7 vụ chính xác với những vấn đề như thế này luôn. Hoàn toàn. Các công ty rất hoành tráng, tập đoàn lớn ký kết trong hợp đồng dấu đỏ bình thường. Nhưng vấn đề là những cái tranh chấp phát sinh nữa không từ hợp đồng đấy. Hợp đồng đấy thì lại có luật sư soạn thảo rồi review kỹ lưỡng. Nó lại chỉ xuất phát từ những cái thư đi thư về của mấy ông tổng giám đốc rồi mấy email mấy miếc gửi đi gửi về. Ví dụ hợp đồng quy định là hàng phải giao 6 giờ sáng nhé. Hợp đồng thì chính thức bình thường. Nhưng mà hứng lên trong trà dư tiểu hậu hai ông tổng giám đốc bảo nhau một nói miệng hoặc là email là thôi 7 giờ cũng được, 8 giờ cũng được, anh em với nhau thoải mái. Thế thì cái giá trị pháp lý của những cái công văn thư đi thư về đấy nó là cái gì? Nó có phải là hợp đồng phụ sửa đổi hợp đồng chính hay không, hay nó là cái gì? Thì tranh chấp 10 vụ ấy xử thì 7-8 vụ đều là những vấn đề kiểu như thế cả. Hai ông hứa với nhau bán cho nhau cả một lô đất cả 10.000 m², cả mấy chục triệu đô, gửi cái thư à, ông kia chấp nhận à, xong sau tranh cãi mà không, đấy là gửi thư không, nhưng mà đã hợp đồng một cốt gì đâu. Không, quân tử nhất ngôn, nói là bán tăng giá nhất trí rồi, bây giờ đã bảo không là thế nào. Thì có chuyện đấy thì anh nghĩ là chúng ta không cần thiết các em phải có một cái hiểu biết quá sâu, chỉ cần chúng ta có, nó nôm na đùa là chỉ đủ đánh hơi từ vấn đề là phải bảo sếp ngay, sếp ơi, sếp gửi thư đi, bên kia gặp cái là có vấn đề đấy. Cho nên nếu cảm sếp đấy là sếp chỉ muốn bán, sếp phải nói rõ là cái thư này không phải là offer, chỉ là thuần túy chỉ mời làm phản, ok, đúng không? Chỉ cần chúng ta đánh hơi được vấn đề, đúng không? Là đau bụng uống nhân sâm có thể có vấn đề thì đừng uống, chứ còn không cần, chưa cần đủ biết là thầy nghĩ trong những cái vụ của anh chỉ cần một bạn trẻ tuổi mà bảo sếp ơi
sếp gửi thừa đi, họ sợ hiểu nhầm đấy, sếp có muốn bán thực chưa? Nếu mà chưa muốn bán thực sự thì sếp phải thêm một câu vào thì nó rõ ràng, thì có phải mọi chuyện nó sẽ đỡ rất là êm đẹp. Thì đấy, anh chỉ chia sẻ với các em một cái điểm nhỏ như vậy để minh chứng một cái vấn đề là những cái điều chúng ta đang trao đổi đây thực sự nó là vấn đề thực tiễn phát sinh hàng ngày và vẫn phát sinh, chứ không phải là vấn đề của 100 năm về trước. Và thứ hai là các em hoàn toàn có thể, nếu hiểu biết về vấn đề này, không cần quá nhiều, vẫn đủ khả năng để ngăn chặn để những tranh chấp lớn có thể xảy ra. Anh cảm ơn nhiều các em. Lại đây. Thank you anh Hợp, rất thú vị. Thank you anh rất nhiều. Đúng là khi mà có tranh chấp xảy ra thì cách đầu tiên là phải viết luôn cái hợp đồng ngay trong trứng nước. Cách đầu tiên là viết từ trong trứng nước rồi. Bảo nó không phải là offer, còn nếu mà offer thì thôi. Đúng như mình nói lúc nãy, em bé sinh ra rồi thì không thể có cách nào cứu vãn được nữa. Anyway, thank you mọi người. Không biết là các bạn có chia sẻ hay là có câu hỏi hay là có trao đổi gì thêm không? Ừ, chào Châu. Ừ. À, anh còn liên quan đến cái offer đến công chúng nữa, đại chúng nữa anh. Thì không biết là ở Common Law thì cái hình thức mà kiểu offer một người nhưng mà đến tất cả mọi người thông qua các phương tiện đại chúng ấy, thank you, thì nó có quy định cụ thể nào không? Thank you Châu. Anh nghĩ là cái possible cái cách đây một vài tuần là mình làm cái vụ lần trước liên quan đến cái vụ nhân quyền tên, vụ cực kỳ kinh điển nhân quyền tên Smoke Bowl, cái vụ Carbolic cái Châu, thì đấy chính là cái một cái offer make to the world đấy. Đương nhiên là một cái em đã quảng cáo trên báo rồi thì nó là một offer cho tất cả mọi người trên thế giới thì đều là possible thôi, không có đâu cấm cái đến việc đấy cả. Việc đấy là có thể xảy ra, và em là người make offer đấy, em phải tự chịu trách nhiệm đấy thôi. Còn trong cái vụ đấy thì đấy là một cái offer, và cái người mà sử dụng dịch vụ đấy theo đúng cái hướng dẫn như vậy thì là ông đã accept cái offer đó, và như vậy có hợp đồng xảy ra, và như vậy là sẽ cần phải thực hiện cái hợp đồng đấy thôi, Châu ạ. Thì đương nhiên là Thank you Châu. Tiến Minh có chia sẻ về một cái webinar của VIAC về option đất đai đầu tư. Mọi người các bạn có vấn đề gì tham khảo cần xem thì là có xem theo cái webinar Tiến Minh chia sẻ nhé. Các bạn đừng bảo rằng là em comment theo những cái gì anh Hiếu vừa nói thì anh ơi, mình có thể tìm thấy những bản án trọng tài nước ngoài. Bản án trọng tài nước ngoài ở nguồn nào? Anh nghĩ rằng là do Tiến Minh ở trên trang web của, không phải, xin lỗi, của bạn Thúy Hiền. Trang web gì nhỉ? Tiến quên tên nhỉ? Trang web thì trọng tài nhỉ? À đây. Thì người ta thỉnh thoảng người ta có publish bản án của trọng tài nước ngoài đó, Thúy Hiền ạ. Chứ còn về mặt lý thuyết thì, và cũng chỉ là những bản án nhất định thôi. Cái này nếu anh Hợp có chia sẻ thêm, anh Hợp biết hơn anh, thì bản án của trọng tài thường nó confidential. Anh nghĩ nhưng mà cái anh nghĩ bây giờ thời buổi giờ không có cụ thể, anh nghĩ là cái bản án trọng tài nó chuyên sẽ phải có rất nhiều, bởi vì theo anh biết chẳng ICC chẳng hạn. Dạ. ICC bọn anh là tất cả các bản án đều được, hầu như đều được công bố một cách công khai, tức họ xóa tên các bên đi, xóa tên cái địa chỉ đi. Nhưng mà họ có một cái, họ gần đây là anh nhớ là họ ký hợp đồng với một công ty nào chuyên làm việc đấy xuất bản free trên mạng, thì các bạn cứ vào website của ICC. Vâng. Bản thân ở trong nước thì VIAC cũng đã hàng năm in cái quyển, có cái quyển đấy, ngoài sẽ chắc chắn phải có bán hay không, em gọi điện VIAC xem có họ có bán hay xin muốn. Tuyển tập những cái bản cái trọng tài họ xóa tên đi. Vâng. Và tức là cái việc đấy chắc là phải nhiều, bởi vì các trung tâm trọng tài xử bao giờ họ yêu cầu anh là có đồng ý cho chúng tôi xóa tên đi và đăng tải cái bút bóng không, thì anh đây trả lời là ok, chẳng vấn đề gì cả. Okay. Các bên người ta cũng đồng ý, không vấn đề gì cả, thì anh nghĩ chắc là trên mạng cái đấy chắc là bây giờ. Ô có này, có này bạn, để mình copy luôn cho bạn cái link này, Google phát ra luôn này. ICC Arbitration Award chẳng hạn kiểu thế. Đó là vào đây có của nhà. Đấy còn chưa nói exit thì đương nhiên là free trên exit trên mạng. Exit thì nhiều. Vâng. Ok, thank you. Không giờ thiếu nguồn cả. Ừ, Tiến Minh cũng có chia sẻ về exit này. Thì Quỳnh thử tìm xem, còn nếu không thì cứ email lại cho anh Hợp hoặc mình, thì có cái nguồn nào bọn mình thấy thì sẽ share lại với cả Quỳnh nhá. Ok, mình trước tiên thank you các bạn đã tham dự thêm cái buổi ngày hôm nay, thì mình cái buổi ngày hôm nay về mặt contract law thì mình xin được kết thúc tại đây.
thì là hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những cái buổi tuần tới khi mà chúng ta sẽ nói chuyện tiếp về phần acceptance rồi những cái chủ đề khác của luật hợp đồng trong common law.